Còn được ít xe giá rẻ phục vụ anh em, hôm nay cho anh báo giá những mẫu xe còn lại bên Trần Anh nha. Kia Morning 2010, đây là bản Sport nha cô chú anh chị. Xe đẹp nha bà con, số tự động. Bản này là bản AT nè. Form dáng chuẩn chu, màu xanh nha cô chú anh chị. Trần Anh gọi là màu xanh lá mè đó. Đây bà con nè, form dáng chuẩn không? Quá đẹp. Nước sơn bao bao chất, số tự động, màn hình Android, trang bị túi khí full hết rồi. Gia đình đi mẫu này ok. Mẫu này chỉ có 165 triệu thôi, ngay chủ, ngay chính chủ luôn. Anh em nhỏ gọn mua mẫu này về cho gia đình chạy, chở gia đình đi chơi rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. 4 vỏ mới luôn, 93 Bình Phước nha. Đẹp không anh em? Trần Anh coi cái màu này giống như màu xanh nõn chuối. Đây nè, nhìn chuẩn không? New Kia Morning. Mâm là sở hữu toàn bộ hệ thống mâm La Giang R15. 4 máy, dòng này chạy thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi. Trang bị là túi khí full hết rồi, tắp bi tắp lô đẹp, keo chỉ rin hết. Không cứng lỗi, máy móc bao êm. Đây anh em, tiếp tục nè. Avail 2016 nè. Giá 175 triệu mẫu này cho anh em nè. Đây là mẫu này 175. Gia đình không có dịch vụ taxi. Nội thất đẹp, 4 vỏ mới 80%. Đăng kiểm dài, hồ sơ ký rút được hết toàn bộ cho anh em nha. 26 đời cao, trang bị ABS, gương cụp mở full hết rồi. Avail đến từ thương hiệu Mỹ, kết hợp chủ nhà cũng đã lên cảm biến gear full toàn bộ tính năng cái chất xe rồi nha cô chú anh chị. Được cái chất gia đình đi ok luôn. Nội thất ở trong rồi, máy lạnh đang mở à, đẹp không anh em? Sạch không? Ở dàn trần rin hết, tắp bi tắp lô, keo chỉ không mất một phần nào luôn. Keo chỉ là nguyên si. Máy móc số rin đi được 140 mấy ngàn. Nó trang bị là túi khí, đầy đủ tính năng cho chiếc xe, cái gì mà gọi quá trời vậy ta. Đây là keo chỉ nó nguyên si hết. 175 triệu mẫu này cho anh em. Anh em nào quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh ô tô nha. Bên đây còn mẫu do ly. Đây nè, giá 45 triệu do ly. Mua về tập chạy tập lái, chở hàng hóa đi chơi gia đình cũng được mẫu này nha bà con. Mẫu này bao tranh chấp nha. Có 40 mấy triệu còn thua của Matic. Nhưng ngược lại anh chị sẽ có một cái khoang nội thất rất là rộng. Nội thất là không có điểm chê, nội thất đẹp nha. Đó, chạy em này cũng đâu đó lanh quanh 11 lít cho anh em. Hay là anh em mà mua về có thể gắn, bỏ khoang hành lý ra là bà con chở ga hay là chở bất cứ một khoản gì luôn. Ở phía đây nó có hơi một cái đường luồng, chủ nhà cũng đã bọc sàn lại sạch sẽ rồi. Đó, anh em đi công trình thì anh em lấy mẫu này về chạy gia đình. Có 40 mấy triệu thì anh em nghĩ đi. Nó còn thua con Duvira nữa. Được chưa anh em? Anh em quan tâm thì anh em alo cho Trần Anh ô tô mẫu này nha. Vivan này cũng vừa mới về nè. 49E65275. Vivan Trần Anh còn một cặp Vivan luôn. Cái xe chưa dọn là quay sơ thôi. Xe này cũng mới lấy về đã dọn kịp đâu. Đây là ghế da nè. Đó, anh chị thấy không? Ghế da chạy thời gian nó nứt nè. Này về muốn ngon thì anh em bọc lại mấy cái ghế là ngon. Đó, đây là rin nè. Là cái rin nè. Ghế rin nè. Anh chị thấy ghế rin không? Anh chị bà con nhìn kỹ chưa? Ghế rin chạy thời gian nó nứt nè. Nó chóc lớp da bên ngoài nè. Đó là ghế rin đó. Anh em có thích rin không? Nói chung xe mà đã dọn dẹp, đã làm đẹp thì nó sẽ đẹp. Cô chú anh chị nha. Dập cửa ở đây nè. Cái này bị dập cái cửa. Nó bị dập cái cửa, nó hơi bên. Cái đó xử lý sau. Xe cỏ cũng rẻ tiền thôi. À, anh em quan tâm mẫu Vivan thì anh em alo cho Trần Anh. 65275 Spark 2018 form mới. Đây 18 form mới toàn bộ số sàn nha bà con cô bác nha. Đèn sẽ khác luôn nè. Anh chị thấy đẹp không? Xe này cũng mới lấy về thôi, cũng để dọn xong xuôi hết lại nha bà con cô bác. Em này trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Form mới 2018. Nó liền lẹt sạch sẽ, màn hình cam hành trình full hết toàn bộ tính năng rồi nè. Xe này dọn xong cho anh sẽ báo giá mẫu này luôn nha. Xe mới lấy về cho nên là anh em nhìn nó dơ. Anh em thấy đèn nó khác không? Đèn khác. Đời cao thì form nó sẽ mới. Được chưa cô chú anh chị? Máy 105.
Rồi, Trần Anh báo giá những mẫu xe còn lại bên Trần Anh rồi đó. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì anh em alo cho Trần Anh ô tô nha. Rồi, Trần Anh chào anh em nha.